bạn nha. Chào các bạn Tâm ơi. Rồi, chào các bạn luôn. Nãy giờ chào mấy bạn buổi sáng nha. Nãy giờ hai anh em mình đi đâu cũng cả chọc tay vậy mấy bạn ơi, không dính nên không bấm máy cho mấy bạn xem. Thì lời nói đầu tiên cho kênh Sông Bắc Sông Hậu TV, chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Mấy bạn đây cũng thấy đồng của người dân người ta đã xả lúa nha mấy bạn. Đó, cánh đồng bao la hồng. Người ta xả lúa rồi thì nghe mình nói gắn đi tới tới lúa cao lên ha Tâm. Lúa cao cao là nó giảm nha mấy bạn, khó bắt một chút nha, nó xuống ruộng nó đi kiếm ăn không chừng mấy bạn ơi. Rồi lúa cao cao là nó sẽ giảm nha mấy bạn nè, mấy bạn thấy xung quanh là lúa người ta chuẩn bị nó xả hết rồi nha mấy bạn. Nên là giảm giá nó sẽ ấy nha mấy bạn. Nó sẽ giảm đi lại. Rồi, khu vực này mình có tay nha mấy bạn. Còn lại quá bự. Ồ. Lại mấy bạn ơi. Gan lãi cái này bữa hổm đi bán có giá hả Tâm? Lên giá rồi. Tạo, ôi dồi, gan lãi bự quá. Nó bán cử ngàn qua là giờ nó được 170.000 nghe mấy bạn. Qua đã gan lãi. Lãi to. Chính nè, dính gan lãi giờ là ngon hơn con hổ hành mini khoảng 300g, 400g nha mấy bạn. Lãi giờ hổ hành thì cái hướng nó đang xuống mấy bạn ơi, còn gan lãi thì hướng nó đang lên. Tại nhìn thấy đã không? Ta lưới này đợt hổm cũng dính con gắn nước trên đầu này mấy bạn nhớ không, chỗ gốc chuối nè, nước bự á. Lại mới dính, lại mới đi sáng. Còn đẹp. Thôi mình xử lý nó nghe các bạn. Rồi, nghe mình sẽ xử lý nó các bạn ơi. Nhiều bạn comment nói sao thấy nguy hiểm quá, nói chung mấy con này mấy anh em mình là mấy con này là mấy con không độc nha các bạn. Nên mình không chơi với mấy ông kia nên là bởi vì mấy bạn thấy anh em mình giăng lưới rất thấp nha các bạn. Không chơi với mấy ông sư phụ kia nên là mấy bạn có coi kinh của anh Võ Minh Phụng, mấy bạn thấy đó, ảnh thì giăng cao thì ảnh bắt mấy ông kia, ông thầy kia, còn mình không chơi với mấy ông đó nên mình chỉ bắt mấy gắn ông độc nha mấy bạn. Cắt dưới ngắn đó các bạn. Ờ có bạn cứ comment nói mà kêu mình mua cái loại cây nhấp nè, cái mình nói nhấp là bữa hai bữa nó xét nhấp nó nhạy nhạy khó chịu á. Rồi bạn mới nói mua cái loại kéo mà kéo người ta hớt tóc cây 50.000 đó, kéo bằng inox đó Tâm. Ừ. Kéo đó nhấp cũng tịch nhưng mà không biết là nó có xét chắc độ chứ không xét đâu hả, kéo inox mà cây thứ người ta nhấp tóc đó. Tại mấy bạn biết sao cái lưới lam á, mình cầm á, mình làm chủ được nó, đừng cho nó đừng có bị phạm lưới nhiều quá mấy bạn, đừng mình dưỡng ta lưới lại mình còn văng được nữa nè. Còn mình chơi kéo mình thập nó, mình nhấp cái nó đi nguyên nùi không bạn, đó như đây mình cắt có 2-3 mặt lưới là lấy ngắn ra mấy bạn. Còn mình chơi kéo thì mình cứ thập vô nùi mình nhấp cái kịch thì nó đứt hết lưới ủng mấy bạn ơi. Tại lưới mình đây nè mấy bạn, thấy mình làm con khúc mình cắt đứt nhiều quá gắn nó né. Gắn này còn đẹp quá trời, gắn lại này bự luôn mọi người. Đã thế anh Võ Minh Phụng anh sử dụng kéo đó. Lưới anh làm lưới lớn chứ nó dài á, nó nhiều lưới, anh làm nó đùa mặt lại được, còn mình làm đây hơi thẳng mặt nè các bạn. Tại mình cố tình dính dạng gắn là mình bỏ ra lưới luôn mấy bạn, mình không cần nó nữa đó. Còn như văng kiểu đó thì cuối mùa nhiều khi anh tiếc anh cuốn lại đó, còn mình đây là không có nghe bạn, bỏ luôn. Mình văng rồi tới cuối mùa mấy bạn biết làm gì không? Lại mình nhổ cái đài mình đạp bỏ là rồi đó các bạn ơi. Tối mới coi kinh ảnh được gắn nước quá đã đó. Ừ. Ngắn nước clip rồi, còn hồi tối này anh dính được hai con cặp nia mà chết hết trơn, đi với gì bên kinh miền Tây sông nước á. Rồi em mình sửa tay lưới lại rồi anh em mình tiếp tục đi thăm nghe cả nhà, có dính nữa mình bấm máy cho mấy bạn xem nè. Thì mình đây mình nói trước luôn để tránh mất thời gian, thì mấy tay nào không dính mình không quay nha mấy bạn, để mấy bạn xem nó nhàm chán không thấy dính gì chân, nó quay quầy nó cũng tốn thời gian mấy bạn xem nữa. Nên là tay nào dính mình mới bấm máy cho mấy bạn. Trời xem lên, nha. Chuột nó cắn bằng chặn trên đây chơi nhỡ dính đầu dưới đây nè. Rồi nào có dính nữa mình bấm máy cho mấy bạn xem. Chuột cắn. Rồi khu vực này mình có tay nha mấy bạn. Hai tay. Tay này tay dính lần trước nè. Tay này không dính mấy bạn ơi. Dính trước này tay nữa. Bờ này mình có hai tay. Bờ này chấm quá nè mấy bạn. Bờ này chấm quá nên mình không có văng được. Đồng ta xả hết nha mấy bạn. Ba bên bốn khía người ta xả hết rồi. Mình ở đây trồng xoài với măng cầu rồi là chủ đạo nha.
bạn thấy xịt cỏ tránh cho nên mình răng không được nhiều nha các bạn. Có cái lùm lùm nào thì mình răng được vài ba. Chà, có dính kìa. Dính không có hàng mấy bạn ơi. Ồ. Quả ngon hành mấy bạn ơi. Sống hả? Hành sống sắp. Mấy bạn thấy răng chấm quá trời, mình phải núp vô cục cỏ này, cái dính này mấy bạn thấy không? Tại vì bờ chấm quá bắt buộc nó phải núp vô đây thôi. Trời bờ cái này chấm rồi. Lên đi. Ồ, con này cũng khá ha. Con này cỡ hơn nửa ký. Nghe bạn, con này cỡ 600 gram á, dặn ngắn nhất. Nè, mấy bạn thấy im sắt không, mình lấy lại nha các bạn. Đừng thêm mình văng lại. Thơm con này đẹp lắm, con này mới nồng chứ. Dạ. Thơm hành được nồng chứ. Con này mới dính. Mới dính tối. Để mình tạm bấm dùm mình cho nó lên tàn hình tấm hình. Nên mình sẽ dùng cái tuyệt chiêu quyền thoại là Lữ Lam nha các bạn. Lữ Lam quyền. Mấy bạn có coi nhầm clip, mấy bạn nhớ nhắc mình nha, khi đi cái bỏ làm lại chỗ đó mấy bạn. Đi đã tên hơi kiếm ấp, mấy lần mấy bạn thấy mắt kiếm ấp mà cắt không là quên cái lưỡi làm đó. Đi đã lại gỡ gắn là bỏ lưỡi làm lại chỗ đó luôn hả. Con này năm mặt cũng nhiều. Bạn thấy vô bóng cây này lý tưởng ha. Nguyên khúc này chỗ nào cũng trống, chứ có gầm cây này được có 2-3 cọng cỏ à. Quá mát luôn mấy bạn, dưới gốc cây xài nè. Bể gắn nó cũng ít chết nha mấy bạn. Chứ còn mình văng cỡ này mà trời nắng mà người ta phát cỏ chống lạnh bợ cho mấy bạn thấy xịt thuốc không. Mà mình mà không đưa nó vô mát thì lại nó chắc hút sát nó về quá. Trời con này quắn nè. Này che cho đi ngược luôn rồi. Con này gỡ hơi lâu á. Quá trời quắn. Con này mà quắn lại thấy tài lưới mất tiêu, tưởng đâu bị bẫy tặc luôn chứ. Mà nó mài sát chứ. Chưa nhổ được đài mà nó mài. Xài này cũng chưa có trái nên không sao. Vậy chứ cũng sơ ý, nhiều khi đi không thấy như nãy đi sớt ngang qua đó, cái đường đi mép đó đó nè, mình văng đây nè. Văng né ngay cái đường đi là đỡ một chút, còn ngay cái tay này đi được rồi đâu thăm. Ừ. Được rồi mình đi thăm mình không biết tay này luôn nha mấy bạn. Thấy mấy tay này trống phải không? Ừ. Đỡ mình văng mấy con tay này không à, rồi đi vô sẵn đi ra làm gì còn mấy chỗ chống chống thọt đại nó xuống ba lưới mình sửa sửa ba lưới cũ rồi mấy bạn, để quan năm mình cũng bỏ à, văng đại nó dính được thì dính, một tay lưới là một cơ hội nữa mấy bạn. Con này hơi lâu rồi nghe bạn thông cảm nha, quá trời nó quấn rồi, quấn cứng cái đậu luôn á. Nó có mấy bạn hỏi con năm lạng trở lên thì giăng lưới đỡ lên á, giăng lưới mấy phân dính thì mình có trả lại đó. Sáng đây mình nói luôn thì đối với lưới 3 phân này thì mình bao mấy bạn từ 300 gram kẹt kẹt 250 làm luôn. Rồi đến ký 2, ký 3, ký 4 cũng được luôn nha mấy bạn. Đối với mấy gắn hộ ngựa là lên ký 7, ký 8 luôn hả Tâm? Hộ ngựa hộ hèo vẫn lên dính luôn. Nhưng tại vùng mình không có hộ hèo đó mấy bạn. Còn hữu hành này thì bắt buộc mấy bạn bắt từ 300 gram lên nha, lưới 3 phân đó là 300 gram lên mới dính, dứ là không bao giờ dính, còn có dính là dính chuột á. Tại mấy bạn biết dính chuột gì không? Gắn ăn chuột rồi đi vô lại nó dướng vô tên chuột cũng dính lại á. Bắt ra ấu chuột ra là lọt ăn lưới liền đó. Tại vì nó ấu không được, lưới nó vuốt tới hoài đâu ấu được. Nùng đó. Nè, như con này mấy bạn thấy là nửa ký 600 gram vẫn dính bình thường, vẫn còn sống luôn nè, lưới 3 phân á. Mấy bạn mà văng 3 phân gửi thì dính bự hơn chút nữa. 3 phân gửi thì nó dính từ khoảng là 600 gram trở lên mới dính hộ hành á. Còn gắn nước cỡ 400 gram cũng dính nữa. Gắn nước cái đậu bự. Còn mấy bạn nào văng 4 phân, 5 phân thì... Ê, thấy đã không? Ôi dồi, đã mấy bạn ơi. Khoảng tay chứ. Con thứ hai nghe mấy bạn. Nãy được một em ăn lãi. Em ăn lãi em hộ hành. Sáng nay có thu nhập rồi đó. Nãy quá trời nó phóng quế đây nè mấy bạn. Ý gì đó mấy bạn thấy không? Đĩa trắng dùng hết kìa. Ừ. Còn không động ha. Quá ngon. Này gắn cái nha mấy bạn. Hy vọng là đây tới cuối vụ bắt ngắn được luôn cho rồi. Rồi, hai con nha mấy bạn.
cũng nửa luồng ở tiếng này rồi, tiếng dưới còn được mười mấy tay nữa. Rồi nào có dính mình bấm máy cho các bạn xem nha, em mình sẽ sửa tay lưới lên nha các bạn. Đây có con tay mà em mình nó chết rồi mấy bạn ơi. Tay này được rồi, mình đi thăm mình anh clip trước đó, mình đi thăm nên mình không có biết nghe mình văng đây. Chết hả? Ừ. Chết ăn được luôn hả? Bữa đó tao cái này. Ừ. Rồi nó thành móng luôn mấy bạn ơi. Nè. Ừ. Quá. Quá trời nó lãi nó bự luôn. Được rồi nó văng mình không biết mấy bạn ơi, chứ hồi là được con nữa, 4 con rồi ha, được rồi được có 3 con. Ừ. Chiều được 2 con nữa. Mình không có ghép lớp lại. Rồi, thôi mình đi thăm tiếp thôi các bạn ơi. Uổng quá. Do là anh em mình có một chuyện nên mình đi thăm nên mình không có nhớ lưới hết nha các bạn. Gần hết lưới luồng trên đây mấy bạn ơi. Đây anh em mình thấy chỗ này ngon quá nữa ha. Giăng đang tay nè. Nó các bạn thấy dưới đó là cái mé mương nha. Đây, mình giăng cặp mé như thế này. Đó, bạn văng đó, không cần cho nó cao nha bạn, văng nhắn chạy xuống là thôi, cao quá cũng không tốt. Dây viền trên cho thẳng lụm. À. Lỡ mình đi vô bờ này sẵn có đây có mấy tay đó các bạn, rồi mình test thêm lưới luôn. Văng thêm mấy tay. Đây mình văng đặt trước cái tay nha bạn. Rồi có hàng rồi. Có. Rồi được. Còn sống không? Trời ơi, đợt trước mình không làm hai không có thăm tay này các bạn ơi. Chết rồi giờ. Rồi chết ngắt luôn rồi. Rồi chết rồi các bạn ơi. Chết rồi, con này dính bữa trước này có dầu luôn rồi. Rồi uổng quá, uổng các bạn ơi. Mình đâu có thấy đâu. Cái này hết sữa à. Cái nhỏ tay lưới này thôi. Nhỏ quá nên tôi thấy. Rồi, quá tay lưới này các bạn ơi. Uổng trời nãy giờ 2 con rồi thôi, cửa trước là tới 5 con rồi. Cửa trước chứ nhiều luôn chơi, cửa trước tại có đám mưa đó. Ừ. 7 con luôn á, ở dưới kia chiều em thăm còn 2 con nữa đó. Ừ. Tại văng đây mình không thấy. Ngủ quá các bạn ơi. Ôi, mấy bạn thấy lưới mình văng mà mình tự đi kiếm mà còn không gặp nữa đó mấy bạn. Thì mấy bạn suy nghĩ đi, mà mấy bẫy tặc nó muốn gặp là cũng hơi bị khó. Mấy cái bờ có cỏ nha mấy bạn, còn mấy bờ trống thì thấy liền à. Rồi nghe mình văng lại tay lưới mới nha mấy bạn. Cái này được rồi, mình đi thăm sót nữa nha các bạn. Nãy giờ hai con chết là nghe chăng, hai cái dính cửa rồi không? Cái đó dính cửa rồi, nó xình luôn rồi. Xình luôn rồi. Mình không biết chỗ này con tay. Rồi thôi nghe mình văng tay khác các bạn ơi. Mình đi xuống luồng dưới có dính, mình bấm máy cho các bạn xem nha. Đâu bên bờ này còn tay nữa mà. Rồi nào có dính bấm máy cho các bạn xem. Rồi anh em mình tổng kết cho các bạn xem luôn nha. Đó, mấy bạn thấy cây cầu người ta bắt lại nghe mấy bạn. Nãy giờ đi thăm khu vực này mười mấy tay mà không dính mấy bạn ơi. Rồi, cho anh em mình tổng kết kết thúc clip đây luôn nha mấy bạn. Được có 2 con mấy bạn ơi. Được 4 mà chết 2 còn 2 đó mấy bạn ơi. Bữa cửa này thắt mấy bạn ơi. Cửa này thắt à. Cửa này thắt à. Này, được 3 con lãi, 2 1 con hành mà chết hết 2 con không ăn được nha mấy bạn, tại cửa trước mình thăm sót á. Rồi, thành quả chỉ có bao nhiêu thôi. Rồi. Rồi chào mấy bạn quan tâm ơi. Rồi chào mấy bạn luôn. Rồi cho mình chào mấy bạn luôn nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Này cái cầu cắt lại rồi. Cánh đồng thì lúa đã lên xanh um. Rồi hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ và chia sẻ cho người thân bạn bè để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những cái video tiếp theo nha cả nhà. Anh em mình về để cơm nước rồi mình up video lên cho mấy bạn xem nha.